quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình cũng khá là mệt, đang ốm này. Thì tranh thủ một cái ngày gọi là mình hết thể tháng thì mình sẽ làm một cái video, làm video hướng dẫn làm thể tháng phát 2 cho anh em. Thì hồi trước mình đã có một cái video để hướng dẫn các bạn làm thể tháng mà nhưng mà không được. Các bạn biết tại sao không phải không được, nhưng nhiều thanh niên bảo là thế em nạp mà 2 cái 50 được không anh, hay là 5 cái 20 hay là 10 cái 10 chẳng hạn. Thì ok, các bạn muốn nạp như thế nào thì nạp. Các bạn nhân việc vào scoin.vn đăng nhập bằng tài khoản BTC ID là đăng nhập vào tài khoản scoin của mình ấy. Đấy, scoin.vn là nộp 100k, đầy đủ 100k. Các bạn chia nhỏ là 10k, 10.000 cũng được, miễn là đủ là được, miễn là đủ là chiến vào game là chiến thôi. Ok, thì đây chúng ta sẽ vào book. Đây, chúng ta sẽ chọn là scoin.vn. Đó, chúng ta nhấn vào nạp tiền. Rồi, cái này đăng nhập thì mình sẽ đăng nhập phát cho anh em cắt. Ok, mình đã đăng nhập thành công rồi. Và chọn có hai nhiều hình thức nạp thẻ ở đây. Chúng ta chọn nạp qua thẻ cào, nạp qua SMS. Thì mình chọn nạp qua thẻ cào. Và nó yêu cầu mình là chọn loại thẻ cào nhé, Escoin.vn. Vâng, chúng ta sẽ chọn loại thẻ cào này. Rồi mình là Mobi, mình đã chuẩn bị 2 cái thẻ 50 rồi nhé. Các bạn nên yên tâm là số tiền là méo có đồng nào này. À được rồi, mình sẽ vào trang chủ để xem cho các bạn là đéo có đồng nào, méo có đồng nào luôn. Đấy, không có đất xu nào. Nạp tiền. Chọn loại thẻ cào. Mobi. Mobi Vina, Vietnam Mobile, có hết. Data biết dinh gì. Full. Anh em chỉ mua về thẻ, các bạn muốn thì các bạn mua thẻ nào rẻ thì các bạn mua thẻ đấy, nhưng mình thì mình mua mobi. Đây phía trên là nhập series, mình đã copy sẵn rồi cho nên mình được dán vào thôi. Đấy, nhập mã thẻ series à. Copy không được nha, không được thì chúng ta sẽ làm biệt phát nó lâu la một tí. Đấy, và phía dưới dán thôi nữa. Dưới là series đúng không? Đúng rồi. Cái tên series phía dưới mở thẻ. Hơi lâu đấy. Rồi, chúng ta nhấn vào xác nhận. Nó báo là mình đã chuyển thành công 50.000 đồng vào ví Scoin, mà vào tài khoản Scoin. Đấy, như vậy là xong. Như vậy là mình đã có 50.000. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nạp thêm một cái nữa. Ok, đây tôi chút mình sẽ chọn lại thẻ cào, vẫn là Mobi. Không biết là có vào bộ nhớ tạm được không. Không, đây đợi mình một xíu nhé, mình copy lại đã, tại vì nó bị lỗi một tí rồi. Rồi, ok, mình đã quay trở lại đây. Lại dán vào. Phía trên là seri, phía dưới chúng ta sử dụng mã thẻ. Dán vào. Xóa những cái thứ phần không cần thiết đi, chỉ để lại seri và mã thẻ thôi. Đây, các bạn thấy là mình nạp 2 cái 50 vẫn ok, không sao cả. Phía trên là xóa seri. Như vậy là mình đã seri mã thẻ xong rồi nhá. Mình nhấn xác nhận là thêm được cái 50 như này. Như vậy là mình đã nạp thành công 100k Scoin. Đấy, các bạn chỉ việc nạp bất kỳ thẻ, bất kỳ luôn, mạng nào cũng được, miễn sao là đủ 100k Scoin, tức là 100.000 Scoin ấy. Thì các bạn sau đấy thì các bạn chỉ việc vào game và nộp thẻ tháng thôi. Mình nhấn thoát ra luôn. Có thể chúng ta có thể vào shop, mà shop này không biết là để làm cái gì. Và không dài dòng nữa, chúng ta sẽ vào game này. Mua. À không, nó bị reload lại rồi, tại vì lâu đã không có vào ấy. Đấy, chúng ta sẽ vào thẻ tháng siêu lợi nhuận này. Đấy, các bạn chỉ việc vào thẻ tháng, chỗ thẻ tháng siêu lợi nhuận đấy. Bên này là cái kiểm trang này, bên này là để mua, chọn vào. Đợi một tí nó mới xác nhận. Nó nhận túc túc thành công, đấy. Mình vừa nhận được thẻ tháng rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại kiểm tra là ở đây là 30 ngày. Như vậy là mình vừa làm hoàn thành video hướng dẫn các bạn nạp thẻ tháng rất là đơn giản thôi. Nếu các bạn cảm thấy hay đừng quên like, share cũng như subscribe channel mình nhé. Đọc thời tháng này hơi thấm đấy.